Hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới đều có các món ăn vặt mà được chế biến từ khoai tây. Khoai tây cắt muối cao, khoai tây hash brown. Tôi là đầu bếp Cẩm Thiên Long và hiện tại thì Long đang là phó chủ tịch của Hội Đầu Bếp Chuyên Nghiệp Sài Gòn. Với Long thì Long thích ăn dễ dàng này hơn, tại vì nó vừa với lại một cái gấp của mình. Ngày hôm nay, Long sẽ chia sẻ cho các bạn món ăn mà được thực hiện từ một nguyên liệu, đó chính là khoai tây. Khoai tây mà Long sử dụng ngày hôm nay đó chính là khoai tây đông lạnh được cắt muối cao. Đây là một trong những cái loại khoai tây rất là phổ biến bây giờ và được sử dụng rất là nhiều ở các hàng quán. Và món ăn mà ngày hôm nay Long chế biến đó chính là món khoai tây chiên bằng nồi không dầu, ăn kèm chung với lại sốt cà ri xanh với lại cá chẽm. Gạo lứt á, trước khi mà chúng ta nấu thì các bạn nên là ngâm nước sơ qua trong khoảng là từ 45 phút cho tới khoảng 2 tiếng đồng hồ. Cái gạo nó sẽ được dẻo và ngon hơn. Cá sau khi đã được làm sạch rồi thì chúng ta sẽ cắt ra thành những miếng vừa ăn, ra thành từng cục như thế này, hoặc là mình có thể là cắt thành từng cục vuông nhỏ. Với Long thì Long thích ăn dễ dàng này hơn, tại vì nó vừa với lại một cái gấp của mình. Rồi bây giờ tiếp theo thì Long sẽ cắt những cái nguyên liệu để làm cái phần sốt của mình. Lúc này thì Long đã cắt xong cái nguyên liệu để làm cho cái phần sốt, gồm có là sả, gừng, tỏi với hành tím. Ở đây còn có một ít riềng nữa. Còn bây giờ chúng ta đến với lại nguyên liệu chính của món ăn, đó chính là khoai tây. Khoai tây cắt muối cao có tẩm gia vị của sản phẩm khoai tây Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì Long sẽ sử dụng một cái nồi chiên không dầu. Đây là một trong những cái cách mà đang được rất là nhiều người ưa chuộng, tại vì cái tính tiện dụng của nó cũng như là cái độ ổn định, có nhiệt độ sẵn rồi thì chúng ta chỉ bỏ vào đó chiên, bấm nút một cái là đúng giờ là mình sẽ có được một cái sản phẩm rất là hoàn thiện. Để làm sốt thì các bạn chuẩn bị cái phần hành tím, tỏi, sả cùng với lại gừng ghiền, bỏ vào thì xào với lại dầu cho nó thơm, nó dậy được cái mùi lên. Khi đã bắt đầu dậy mùi rồi thì mình sẽ cho một ít đường nâu vô. Cái phần đường nâu khi mà nó tiếp xúc á, nó sẽ tan chảy ra và nó tạo thành một cái lớp caramel. Mình múc ra một nửa, một lát nữa mình sẽ rắc lên trên cái thành phẩm. Rồi còn lại một nửa thì mình sẽ tiếp tục nấu cho cái phần sốt. Một ít bột cà ri, sữa hạnh nhân, bơ đậu phộng, một ít tương sriracha. Khi mà cái hỗn hợp này bắt đầu nó sôi trở lại á, đó là cái thời điểm mà chúng ta sẽ cho vào lá chanh với lại ớt. Rồi bây giờ thì cái phần sốt á, chúng ta sẽ để trong khoảng 10 tới 15 phút nữa để ra hết được cái mùi thơm luôn các bạn. Bây giờ lúc cái phần cơm mà nó đã gần đạt được rồi các bạn, xới nó lên cho nó đều. Sau đó thì đậy nắp lại mà mình chỉ cần ủ nó trong khoảng 10 tới 15 phút. Kế đến bây giờ thì Long sẽ bắt đầu chế biến cái phần cá. Và khi mà chúng ta áp chảo á, nên nhớ là để cái phần mặt da vào trước. Khi cái bề mặt da nó đã vàng rồi nè các bạn, rất là giòn ha, nhìn. Chúng ta sẽ bắt đầu lật. Rồi các bạn lưu ý là chúng ta sẽ đảo đều tay để cho các bề mặt của nó vàng đều luôn. Bình thường thì cá sau khi mà làm xong mọi người hay cho vào sốt, nhưng nó sẽ làm giảm đi cái độ giòn của nó. Vì vậy là Long sẽ để riêng luôn. Một lát chúng ta chỉ việc sắp vào chung với lại khoai tây và chan sốt lên là ăn. Cá phải vừa chín tới thì ăn được cái thịt nó mới ngon, không quá khô. Đây là cái thời điểm mà chúng ta sẽ cho cái nguyên liệu mà lúc đầu mà chúng ta tách ra nữa cho vào trong đây, cùng với lại một ít muối tiêu. Lúc này thì chúng ta sẽ cho cái hỗn hợp cá này ra ngoài. Chúng ta sẽ quay trở lại với lại cái phần sốt. Mình sẽ cho nấm vào bên trong. Tiếp theo sẽ là lá é, lá quế. Và lúc này chúng ta sẽ tiếp tục nấu trong khoảng 7 phút nữa. Và phần nấm tiết ra được cái độ ngọt á, thì cái phần sốt chúng ta sẽ hoàn hảo hơn. Chỉ việc nêm một ít nước mắm cùng với lại một ít nước chanh. Khoai cũng đã đạt được. Đây, rất là giòn. Bây giờ là cái phần mà Long sẽ trang trí và trình bày ra gì. Kể đến là các bạn cứ việc để đan xen những cái phần cá vào. Rõ ràng là cái đẹp á, nó nằm ở cái tự nhiên, không có theo một cái sắp đặt gì cả. Các bạn cứ đặt ở đâu cũng thoải mái. Kể đến là cái phần nấm. Nấm này các bạn để xen lẫn vào phần cơm gạo lứt. Rồi món này sẽ ăn kèm chung với lại một ít ớt âm chua, thì các bạn sử dụng hai loại là ớt màu xanh với lại ớt màu đỏ. Rồi trước khi ăn thì chúng ta sẽ chan một ít sốt nóng lên trên. Mình điểm những cái phần sốt lên trên những cái phần cá nè, để cho cái cá nó đậm đà. Như vậy là Long đã hoàn thành xong món ăn của ngày hôm nay. Như các bạn thấy là khoai tây không chỉ là một nguồn thực phẩm tươi ngon
mà bên trong nó còn chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu. Và qua món ăn này thì Long cũng muốn cho chúng ta có thêm bổ sung vào thực đơn của mình, đặc biệt là đối với lại các bạn mà yêu thích khoai tây. Ngoài những cái món đơn giản phổ biến như là khoai tây chiên thì chúng ta vẫn có thể làm được nhiều món ăn khác, ví dụ như là khai vị hoặc là món chính như là món ăn mà Long vừa mới làm. Còn bây giờ thì xin chào ạ.